Hello và xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nhá. Chúng ta lại gặp nhau trên video mới nhất của kênh YouTube DLS và mình là người bình luận trong clip ngày hôm nay. Trước khi vào video thì anh em hãy cho mình một like, một bình luận và một đăng ký kênh để ủng hộ mình ra nhiều những clip hay hơn nhá. Thì ở trong clip ngày hôm nay mình sẽ dùng đội hình full thủ môn đi thi đấu online anh em ạ. Thì đây là đội hình của mình. Thủ môn là Pepe Reina của câu lạc bộ Lazio. Bốn hậu vệ bao gồm là Rojas của Celtic, Ter Stegen của Barca, Donnarumma của Paris Saint-Germain và Onana của Inter Milan. Ba tiền vệ là Silicen của Valencia, Smesen của Nice và Alisson của Liverpool. Hỗ trợ trong công là David De Gea của MU, Coutoy của Real Madrid và Keylor Navas của Paris Saint-Germain. Ok, bây giờ mình sẽ đi thi đấu online. Hiện tại chúng ta đang ở thanh danh thứ 6 anh em ạ. Và đây là đối thủ của chúng ta. Một đối thủ tên là Dream FC. Đội hình của đội bạn là ngon hơn chúng ta rất là nhiều. Thủ môn của bạn là Kasper Schmeichel. Ok, và chúng ta sẽ được thi đấu trên sân nhà anh em ạ. Chúng ta mang tên là Tem Thủ Môn, Tem GK. Ok, và hiệp một trận đấu xin được phép bắt đầu. Đội bạn là người ra bóng trước. Đây là Mauro Icardi, một đường truyền xuống rất nhanh. Đây là Pepe Reina, một tiếng phá bóng lên. Đánh đầu của đội bạn, đây là Mauro Icardi. Đội bạn được đánh giá cao hơn chúng ta, cho nên có lẽ là đội bạn sẽ đẩy cao đội hình tấn công hơn anh em ạ. Rất nguy hiểm, pha sai lầm của thủ môn Rojas và anh đã phá bóng. Rất may mắn là không có bàn thắng dành cho đội bạn trong tình huống vừa rồi. Đây là Trent Alexander-Arnold. Đây là ai đây? Đường truyền xuống, đây là Mauro Icardi. Nói qua về đội hình này thì mình đã test thử rồi anh em ạ. Và đội hình này các cầu thủ thi đấu rất là yếu, nhất là những pha tranh chấp vì thủ môn mà. Đây là cơ hội đầu tiên dành cho chúng ta, một tình huống dứt điểm rất xa của Thibaut Courtois. Bóng nó đi cao hơn so với khung thành của Kasper Schmeichel. Mình đã thử đá 3 trận và thua cả 3 anh em ạ. Nếu mà trận đấu này mà thua tiếp thì anh em có thể thông cảm cho mình nhé. Ok, vì trình mình cũng không phải là quá giỏi. Đây là Mohamed Salah, một cơ hội mở ra dành cho đội bạn. Rất may mắn là Ter Stegen đã ngăn chặn, nhưng đường truyền lỗi của Ter Stegen, một pha phạm lỗi của Donnarumma, sẽ có một quả đá phạt đền dành cho các cầu thủ đội bạn. Và phạm lỗi rất đáng tiếc. Và đây là Luka Modric, rất nguy hiểm. Và như vậy là chúng ta đã nhận một bàn thua anh em ạ. Tem thủ môn đã nhận một bàn thua. Trên chấm phạt đền thì Luka Modric đã không có gì khó khăn để có thể đánh bại được Pepe Reina. Hy vọng là chúng ta gọi là không thua đậm trước đội bạn. Một pha lên bóng, tuy nhiên các cầu thủ của đội bạn đã ngăn chặn rất tốt. Đây là Andrew Onana, tình huống ném biên dành cho chúng ta. Đây là Kasper Schmeichel, không được. Một cú đánh đầu phá bóng rất hay của các cầu thủ đội bạn. Đây là Mohamed Salah, lại là một tình huống phạm lỗi của các cầu thủ chúng ta. Và Mohamed Salah của đội bạn đã bị chấn thương anh em ạ. Rất đáng tiếc dành cho các cầu thủ đội bạn. Luka Modric, một đường truyền bóng dành cho Lukaku của đội bạn. Tuy nhiên tem thủ môn của chúng ta đã ngăn chặn tốt. Có lẽ là Rojas. Đây là Courtois, một đường truyền sang dành cho Keylor Navas. Cơ hội dành cho chúng ta, đường truyền sang cánh của Keylor Navas dành cho David De Gea. Đây là Courtois, không được. Cú đá của Courtois là rất tệ. Cú đá bằng chân phải của Thibaut Courtois. Bóng đã đi chệch cột dọc khung thành của Kasper Schmeichel. Rất đáng tiếc dành cho các cầu thủ tem thủ môn. Một tình huống lên bóng dành cho các cầu thủ đội bạn. Đây là Luka Modric, một đường truyền xuống dành cho Mauro Icardi. Kasper Schmeichel đã ngăn chặn tốt. Đây là Navas, không được rồi. Luka Modric đã thi đấu quá tốt. Trent Alexander-Arnold, đội bạn sử dụng Arnold ở hành lang cánh trái anh em ạ. Đây là ai đây, Icardi, rất nguy hiểm. Và như vậy là đội bạn đã có bàn thắng nâng tỷ số trận đấu lên thành 2-0. Và người lập công là Edinson Cavani. Một cú đá rất căng, đã không cho Pepe Reina một cơ hội cản phá nào. Đây là Keylor Navas. Hy vọng trong trận đấu này chúng ta có một bàn thắng anh em ạ. Tem thủ môn này không biết thi đấu như thế nào đây. Đây là Alisson Becker, một đường truyền xuống. Đây là Courtois, truyền xuống dành cho David De Gea. Đây là cơ hội đối mặt với Schmeichel. Tỷ số là 1-2 dành cho các cầu thủ tem thủ môn. Tuyệt vời. Một cú đá rất tốt. Cú đá rất tốt của David De Gea. Chúng ta cùng xem lại pha phối hợp của Thibaut Courtois và David De Gea. Cú đá tung nóc lưới 1-2 dành cho các cầu thủ tem thủ môn. Tuyệt vời, chúng ta đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số. Đây là Erling Haaland. Và hiệp 1 trận đấu đã kết thúc với tỷ số là 1-2 dành cho các cầu thủ đội bạn. Xin mời anh em cùng bước đến hiệp 2 của trận đấu này. Ở trong hiệp thi đấu thứ hai này chúng ta được giao bóng anh em ạ. Đây là Donnarumma, Kasper Schmeichel, Donnarumma trong hiệp 1. Anh đã phạm lỗi với cầu thủ của đội bạn, đã dẫn đến một quả đá phạt đền dành cho các cầu thủ tem bạn. Đây là Cavani, một tình huống lên bóng dành cho các cầu thủ đội bạn. Lại là một pha phạm lỗi nữa của Kasper Schmeichel. Lần này anh đã phải nhận một tấm thẻ vàng anh em ạ.
Một quả đá phạt dành cho các cầu thủ bạn đứng trong bóng là Luka Modric. Luka Modric không dứt điểm mà lại chuyền bóng. Tem thủ môn của chúng ta đã lấy được bóng. Đây là Keylor Navas. Đường chuyền sang dành cho Alisson. Đây là Cillessen. Cillessen đã hiện tại anh đang bắt cho câu lạc bộ Valencia và không được thường xuyên ra sân anh em ạ. Một đường chuyền xuống không qua được Arnold rồi. Đây là Erling Haaland cuộn mở ra dành cho các cầu thủ đội bạn. Cavani đã không qua được Donnarumma của chúng ta. Donnarumma đang đeo băng đội trưởng của tem thủ môn. Đây là một tình huống lên bóng dành cho các cầu thủ đội bạn. Romero Lukaku rất nguy hiểm, một cú đá không chiến thắng được Pepe Reina. Một cú đá không quá mạnh. Sẽ có một quả đá phạt góc dành cho các cầu thủ đội bạn. Và chuyển bóng lại Luka Modric. Một cú đá quá hay của Luka Modric và tỷ số đã được nâng lên 3-1 dành cho các cầu thủ Dream FC. Một cú đá quá tuyệt vời của Luka Modric. Mình phải công nhận rằng bàn thắng này rất đẹp của đội bạn. Cú đá không cho Pepe Reina cơ hội cản phá nào. Cựu thủ môn của Liverpool đã chỉ có bay người làm màu trong tình huống vừa rồi. 3-1 rồi. Đây là Koulibaly. Kanté một tình huống mất bóng rồi. Đây là Thibaut Courtois cơ hội đối mặt với Smaiko. Không được, một cú đá quá tệ của Thibaut Courtois. Một pha bỏ lỡ rất khó tin của Thibaut Courtois, anh đã đá thẳng vào người của Kuppers-Meissen. Quá đáng tiếc dành cho các cầu thủ tem thủ môn. Và bắt bóng quá hay của Smaiko. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể thông cảm được rằng thủ môn trong tình huống đó dứt điểm cũng không tốt anh em ạ. Chỉ số sút của thủ môn là không cao. Đây là Alisson. Thibaut Courtois. Một đường chuyền quá tệ của Thibaut Courtois. Những phút gần đây Thibaut Courtois đang cho thấy mình thi đấu rất tệ ở trên sân. Đội bạn đã thay người khi Luka Modric rời sân và người vào sân đó chính là Arturo Vidal. Đây là Vidal, cầu thủ mới được vào sân bên phía đội bạn. Icardi một đường chuyền xuống. Đường chuyền xuống không khó với thủ môn Pepe Reina. Một tiếng phát bóng dài nhanh của Pepe Reina. Tuy nhiên không có cầu thủ áo đỏ nào ở phía trên. Đây là Andre Onana. Một tình huống phá bóng chịu một quả phạt góc dành cho các cầu thủ tem thủ môn. Đội bạn đã thay Mauro Icardi bằng Christian Pulisic anh em ạ. Đội trưởng Mỹ đã được tung vào sân. Đánh đầu tuyệt vời, một pha cứu thua quá xuất sắc của Pepe Reina. Một cú đánh đầu không cho một cú đánh đầu của Erling Haaland, pha bay người quá đẹp mắt của Pepe Reina. Đây là Thibaut Courtois phía trên, một tiếng phá bóng và sẽ có một quả đá phạt góc dành cho các cầu thủ tem thủ môn. Đứng trước bóng đang là Ter Stegen. Một đường chuyền xuống. Đây là Donnarumma. Đánh đầu không được, cú đánh đầu đã đưa bóng chạm vào cột dọc khung thành của Dream FC. Rất đáng tiếc là trận đấu đã kết thúc anh em ạ. Một trận thua với tỷ số là 3-1 dành cho tem thủ môn. Cầu thủ xuất sắc nhất trận đó chính là Luka Modric của đội bạn. Thì anh em thấy tem thủ môn này như thế nào thì anh em có thể bình luận xuống dưới video để cho mình và mọi người cùng biết nhé. Nếu anh em có những cái ý tưởng gì hay độc đáo mà muốn mình làm trên kênh YouTube của mình thì anh em có thể bình luận xuống dưới video. Ok, thì nếu anh em thấy clip của mình hay thì hãy nhấn like video và đăng ký kênh YouTube của mình để ủng hộ mình sớm lên 4K sub sớm nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Xin chào tất cả các bạn.